Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video thứ hai. Trong buổi chiều ngày hôm nay, anh Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn này. Lần này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái quá trình hoạt động của máy Kubota này. Đây là máy Kubota DC70, một loại máy gặt rất là thông dụng đối với người dân ở Việt Nam. Đã gặt xong 5 luống rồi các bạn này. Và người dân ở đây đang vận chuyển lên, các bạn thấy không? Đang vận chuyển lúa. Đấy, máy táp vào bờ ruộng để cho người dân vận chuyển lúa lên các bạn này. Theo ước lượng thì mình thấy là cái bì này là nó khoảng hơn 50 cân các bạn. Đây là lúa tươi mới gặt xong. Nếu mà phơi thì chắc là còn khoảng 50 cân. Tùy vào cái bì thì các bạn nhỉ. Đấy, các bạn nhìn là cái máy Kubota này đã gặt xong 5 luống rồi các bạn này. Bây giờ tiếp tục sang bên đây các bạn này. Ở phía xa xa các bạn để ý có mấy bác nông dân đang lấy lúa, lấy rơm về đây. Thường thường rơm này là về cho bò đúng không bác nhỉ? À, cho bò, cho bè. Đấy, bò. Rồi. Trời. Cũng phải lên đây chứ, cũng dụng hơn. Thường thì nếu mà nhà nào không nuôi bò, nuôi trâu á thì người ta sẽ bỏ luôn cái gọng của cái lúa này để cho xuống để sau đó để cho nó ấy luôn này, cho nó tức là người ta sẽ cày cấy để cho nó nát xuống đất thành mùn luôn. Đấy, còn nếu mà nhiều nhà nào mà có nuôi bò, nuôi trâu á thì người ta mang về. Cái thửa ruộng này chắc là phải một sào đấy cô ơi ạ. Cái này này. Đây là không đến một sào. Không đến một sào ạ. À vâng ạ. Thế là khác với cái những cái thửa ruộng ngoài kia. À đây, đây là gieo mạ xong là nhổ ra cấy luôn. Chứ không phải là đi di chuyển nơi khác. À. Dạ vâng ạ. À. Thế là ruộng nó nhỏ lắm. Đây là khoảng 5 thước đến 10 thước thôi. 5 thước đến 10 thước chỉ có qua rắc mạ không. Dạ vâng. Đấy, các bạn khung cảnh đồng quê. Các bác nông dân đang chờ lúa đây các bạn này. Rất là vui nhộn đúng không ạ? Năm nay là thu hoạch có hơn năm ngoái không ông ơi? Năm nay có thu hoạch hơn năm ngoái không? Năm nay thì cũng bằng năm ngoái anh ạ. À thế ạ? Vâng, nhưng mà tao thấy là năm nay như không có sâu bọ hay sao ạ? Năm nay thì không bổ nó lấy ít sâu chứ này. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Gà trong cầu rất chắc có. Dạ vâng ạ. Cái vụ năm ngoái là cháu thấy cũng được mà. Mùa mới mất. Năm ngoái rồi. Vụ năm ngoái mới được. À dạ vâng. Ủa
Đấy, cắt có một đoạn này các bạn ạ. Cái đoạn được 4 bi. Và ở đây chúng ta lại theo dõi tiếp đây các bạn này. Máy Kubota đang vận chuyển trở về đây các bạn này. Đấy. Các bạn thấy là làm ruộng rất là vất vả. Người dân của Việt Nam thì vẫn đang phải rất là nhiều cái thủ công quá trình vận chuyển. Rất là nhiều cái thủ công các bạn nhé. Đã áp dụng với máy móc, đặc biệt là sử dụng cái loại máy Kubota DC70 này để gặt lúa rồi. Nhưng mà cái quá trình vận chuyển thì cũng rất là thô sơ thôi. Không giống như ở bên nước ngoài. Bên nước ngoài thì người ta sử dụng máy móc chuyên nghiệp hơn, quá trình tự động hóa nên tốt hơn nhiều so với ở Việt Nam này các bạn này. Đó, tất cả đắp hết lên trên bờ đây các bạn này. Theo chia sẻ của các bác thì có năm thì đưa cái xe công nông vào đây, nhưng mà đây cái cửa ruộng nó nhỏ, số lượng lúa ít cho nên là người ta cũng đưa cái xe công nông vào đây để vận chuyển. Đây, đã xong rồi các bạn này. Đấy, bây giờ người dân sẽ thanh toán cho nhà máy đấy các bạn này. Đấy, thuê cái máy này để gặt đây. Thanh toán. Cái này tính theo bao hay là tính theo thửa ruộng đấy bác nhỉ? Cái trả tiền cho cái máy gặt này ạ, là tính theo thửa ruộng hay là tính theo bao ạ? Tính theo thửa ruộng. À, tính theo diện tích của thửa ruộng đó. Dạ vâng. Bao nhiêu sào đấy bác? Trăm tám một sào. Đấy các bạn. Đấy các bạn biết được là cái giá là 180 đấy các bạn nhé. Đấy, bây giờ lại tiếp tục này các bạn này. Các bạn nhìn thấy ta đã chuẩn bị. Đấy. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục theo dõi quá trình cắt thửa ruộng tiếp theo các bạn nhé. Có thùng lúa gặt hết trời không có. À. Nhưng mà cái nhà vài thước cái rồi. Còn dùng to thì lấy ra ngoài vào trồng ngoài kia cái dùng to của nó ra là chứ theo như thế là một xào của chúng mà. Dạ vâng ạ. Đấy, cái ngôn từ cháu lại thấy khó hiểu. Tức là cái nước mạ cháu chưa hiểu cái nước mạ lắm. Nước mạ như này diện tích một xào 15 thước là một xào được 14 thước diện tích cấy đào còn một thước để mà gieo mạ nữa. À, dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. À, cháu hiểu rồi. Đó. Thế là một xào được 15 thước. Vâng ạ. Từ lại một thước để mà gieo mạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Đấy, rất là tuyệt vời. À, thấy cái máy này này các bạn này. Máy này người phụ nữ cũng điều khiển được các bạn nhé. Không cần nam đâu các bạn nhé. Đấy. Ta lại đưa máy vào đây các bạn ạ.
những cái chỗ mà nó sát bờ hoặc là chỗ mà nó hiểm, nên là máy không đưa cái guồng vào các bạn nhé. Đấy, chị ấy đang cắt một số ngọn lúa đấy các bạn này. Tiếp tục vận chuyển lên các bạn nhé. Đấy, các bạn này. Dạ. Các bạn thấy lúa đã gặt xong rồi các bạn này. Rất là tươi. Anh mà không nhớ thì còn nhớ ai nữa. Đó, các bạn bây giờ lại tiếp tục theo dõi tiếp theo các bạn nhé.